canh bẽ hạt tiêu nha. Hôm nay thì có chị Yến một tay qua chơi á, nên ba chị em sẽ cùng nhau nấu ăn nha cả nhà. Hôm nay nấu món gì? Hôm nay mình nấu món gà. Gà. Nấu gà làm gì? Gà hấp nghệ hả? Gà hấp nghệ hả? Hồi nãy đi chợ thấy em mua nghệ quá trời. Chị Yến mà, hôm nay chị Yến nấu cho cả nhà. Món nghệ hai thôi, chị em thôi. Là món nghệ thôi chứ không có gà. À, đang chờ con gà ở đâu đó nó đang bay về. Của món nghệ hấp gà nha quý vị. Đây. Quý vị khán giả, ở đây là em có hành lá, ngò, ngò rí á quý vị. Đó. Sả, sả thì không cần nhiều tại vì món này là món gà hấp nghệ nên chi sả là mình bỏ vào cho nó thơm thôi. Nghệ là chính. Nghệ là chính. Gà là chính. Đây là đây là dưa leo để ăn kèm với món gà nha quý vị. Củ hành tây cũng là ăn kèm luôn. Ớt siêu to khổng lồ. Đây là ớt siêu to khổng lồ, đó là ớt sừng. Đó, ớt sừng ở đây là em có 2 quả. Và nguyên liệu chính là không thể thiếu là củ nghệ nha quý vị. Ở đây em không có nghệ bột, em dùng nghệ tươi. Đó, 100% là nghệ tươi. Đây là muối. Ở hành tím. Và đây là muối. Muối hột, ở đây em ăn muối hột nha quý vị. Muối hột á là mình làm gia vị để mình ướp vào gà. Tại vì muối hột á, cái vị nó rất là thanh mà nó không bị mặn. Mặn hơn các loại muối khác mà ăn rất là ngon. Đó. Nãy giờ giới thiệu quên con gà nó mất tiêu. Nãy giờ giới thiệu quên con gà đâu mất tiêu rồi quý vị ơi, con gà đâu rồi? Ô đây 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 con gà đây. Đây quý vị. Đó. Lá chanh. Ồ trong này có lá chanh nè. Đây. Lá chanh. Đây đây có lá chanh này quý vị ơi. Lá chanh. Đó. Con ăn con gà không thể thiếu. Giờ em rửa con gà. Ủa con gà tự nhiên mổ banh rồi. Mổ banh nó không ngon. Em biết rửa gà không? Để em đi rửa gà nha. Cái này là rửa này, bỏ muối vô rửa nha. Rồi ok, em nhiệm vụ của em là rửa gà. À, em rửa gà à, quên em gọt cái này đi. Em gọt hành nha. Ừ em chuẩn bị gia vị ha, gọt hành gọt tỏi lọc rau. Còn chị là chị rửa gà vì em có tay á, em không có gọt bằng gọt máy cũ này tiện bằng các em. Vấn đề là nãy giờ quên chút các khúc nha. À, chút xíu là chị rửa gà, phân công phân việc có cái gì phân việc nha. Chị rửa gà. Đó, chị rửa gà. Em là chuẩn bị gia vị, gọt đồ gì để cho nó tiện. Vấn đề là em có một tay em không có gọt tiện nha quý vị. Em gọt là em phải dùng chân. Nên chỉ có hai bé hạt tiêu, bé hạt tiêu làm nó tiện hơn em. Rồi ok. Đây bắt đầu mình làm. Rồi em đi lấy đồ nghề đó. Đây là lá chanh, để hạt em sẽ rửa lá chanh. Sắc thịt là nhỏ mỏng á.
Ồ, em sắc như vậy để làm gì bé? Em ngâm nước đá nữa hả? Sắc mỏng ra. Mỏng thiệt là mỏng đó. Ôi, bé hạt tiêu sắc đẹp chưa nè quý vị ơi. Bé hạt tiêu sắc đẹp quá, khéo quá. Kiểu này lấy chồng được rồi. Sắc mỏng kiếm cái cọng để dành. Nó đem đi việc cái đít tao dục. Có cái cọng á, mình rửa, mình giả, bỏ vô nó thơm. Chơi luôn, má nhìn không ra luôn. Bỏ cái này vô luôn, cắt luôn. Cắt luôn, giả cho nó đã. Thì em không biết đâu. Đây là gia vị nha cả nhà, rồi bé hạt tiêu sẽ đâm để bỏ vô gà để nấu nha. Bỏ vô nấu với gà hả chị? Nghệ nè, đây là hành tím nè, còn đây là ngò nha cả nhà. Đây là ớt nè. Có xả đâu? Xả xả đây. Có xả nữa nha cả nhà, thêm được cái này. Còn nghệ thì mình đâm được. Kêu mà bực lên, bực lên, bực lên. Bực lên. Quay mặt. Cái đó. Trời, chị Yến bỏ con gà vô hấp hả chị?
cô chú nhỏ đồ ẩm cô à, cô chú nhỏ ẩm vô luôn. Rồi rồi giúp dính quá cả nhà ơi, cái này nước ngon vậy mà nỡ lần nào em bỏ cô chú nhỏ. Không được hả? Giờ là 1 giờ đúng luôn á. Rồi 1 giờ rưỡi báo chuông nha, cả giờ nha. Rồi cơm quá à. Đây nha, trời ơi thơm quá. Ngồi ngoài kia thấy thơm nên lao vào quay cho cả nhà coi luôn. Rồi đóng lại thêm 5 phút nữa cho nó chín ạ. Đó, bây giờ sẽ vớt cái vớt hành ra cho cả nhà. Vớt ra đây nha. Vớt ra đây, vớt ra hết. Em đang suy nghĩ con gà này làm sao mà ba chị em đem xuống. Cái mâm kìa chị kìa. Ba chị em làm sao đem xuống đây. Không, tao không lâu. Rồi, nó đi. Má đi. Giờ lý do giờ vấn đề là con gà nó chưa chín đâu. Không, em nghĩ là chín nữa. 45 phút rồi. Đâu thì em giờ vấn đề làm sao mà để tiếp chưa chị? Rồi. Làm sao mà đưa con gà ra? Anh chị em bưng cái này xuống cho đi. Bưng cái này ra cho đi. Được không? Rồi mình đưa xuống đây rồi mình tiếp cho chị đi con. Đúng rồi đó. Hợp lý. Bưng cái này. Được thôi, đừng bưng cái dưới, đừng có bưng cái trên. Đừng có ăn cái này, em ăn cái này trước rồi cái này em muốn ăn sau ăn. Chứ ừ. Tất cả các con gà, con vịt, con gì mà em ăn gà ăn trước không bao giờ em ăn được thịt đâu. Đây 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 đây. Mà nó vẫn còn gan, nó còn dai này nha. Ừ, gà này gà dai. Ôi trứng tan hết trơn đi ơi. Cũng ha. Ăn xôi với gà này nha. Bây giờ thấm ngon không? Cho cô chú nhỏ này. Ngon không? Ngon không? Vừa ăn ngon không? Ngon. Chị may em mà. Nói chị ăn pin đi. Cho ra em đó. Ừ, nó ăn pin được. Thế vậy? Cho bé hạt pin. Đó, mọi người cho bé nó lại cho em. Buồn. Chị ăn cái này cho có già con. Em mời quý vị khán giả nha. Chăm luôn mua nè. Nhưng mà sao mình xét được đây? Mà nó thiệt chứ bóc tay ăn đúng không? Ừ. Chị xin cái mề nha ba. Chị thích cái mề. Chị ăn cái dấu gì? Chị ăn cái đầu, cái chân, cái mề, cái phần cầu, cái cánh. Thế là hết. Chị ăn dấu gì? Dấu gì là sao? Nó sắc thì dấu mề, dấu nặng quá. Có hết tay lâu luôn hả? Uống đi. No quá uống xịt tinh cho nó xuống ăn tiếp.
ngọt quá. Ai muốn khổ đầu không nè. Bài gì hai đứa bay hai hai cái ống giống này. Mà cái sức tiếp rồi đó. Ăn đi, uống đi cho có sức tiếp. Em cũng bảo anh ấy nấu thêm á. Ba chị em ăn xong rồi. Chuẩn bị dọn nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video sau nha. Bye bye.